Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật giá lúa gạo mới nhất ngày hôm nay trên kênh Bản tin Nhà Nông. Nếu bạn là người mới đến với kênh, xin hãy ủng hộ ban biên tập một like và một nút đăng ký kênh để nhận thông báo giá lúa gạo mới nhất mỗi khi kênh phát hành. Chúc quý vị một ngày mạnh khỏe và thành công. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Giá lúa gạo xuất khẩu lao dốc. Giá lúa ngày hôm nay, cuối tuần, giá lúa các loại nhìn chung ít biến động. Giá lúa gạo xuất khẩu lao dốc. Giá lúa gạo xuất khẩu giảm 10 đến 12% so với cuối năm ngoái, trong đó gạo 5% tấm giảm về dưới 600 đô la Mỹ một tấn. Ghi nhận tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, giá lúa tại ruộng bình quân 7.200 đến 8.000 đồng một kg. Mức này hạ 10 đến 12% so với cuối năm ngoái. Chẳng hạn, tại An Giang, lúa IR50404 hiện 7.200 đến 7.350 đồng một kg, lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng. Ông Nguyễn Văn Thuận ở Kiên Giang cho biết, chuẩn bị thu hoạch gần 1 ha lúa đông xuân giống Nhật. Trước Tết, thương lái đặt cọc mua 9.000 đồng một kg nhưng nay chỉ đồng ý trả 8.000 đồng do thị trường đi xuống. Chia sẻ với VN Express, bà Huynh Thị Bích Huyền, giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu Ngọc Quang Phát, đơn vị thu mua lúa gạo ở miền Tây cho biết, mỗi ngày doanh nghiệp mua 1.000 đến 2.000 tấn lúa vụ đông xuân. Sản lượng thu mua gấp 3 lần vụ thu đông năm ngoái, song giá thấp hơn 12%, cao nhất 8.000 đồng một kg. Theo thống kê của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, từ đầu năm, giá lúa hạ 1.000 đến 1.300 đồng một kg. Các loại gạo tại kho cũng giảm 1.200 đến 1.800 đồng, khiến giá gạo xuất khẩu điều chỉnh theo. Hiện gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam còn 594 đô la Mỹ một tấn phiên ngày 29 tháng 2, hạ 6 đô la Mỹ một tấn so với ngày hôm trước. Với mức này, gạo Việt đang thấp hơn Pakistan và Thái Lan lần lượt 12 đến 15 đô la Mỹ một tấn. Tương tự, gạo 25% và 100% tấm còn 570 đô la Mỹ và 498 đô la Mỹ một tấn. Lý do giá lúa gạo xuất khẩu lao dốc, theo bà Huyền, nguồn cung trong nước dồi dào nhưng các đơn hàng nhập khẩu mới chậm. Các nước nhập khẩu gạo của Việt Nam chưa ký hợp đồng mới. Ngoài ra, doanh nghiệp xuất khẩu lớn trong nước liên tục lỗ vì giá lúa neo cao trong thời gian dài. Điều này buộc họ phải điều chỉnh giá mua ở mức phù hợp. Mặt khác, gạo Việt cũng chịu cạnh tranh với các đối thủ tại các thị trường xuất khẩu truyền thống Indonesia, Philippines. Thái Lan đang tìm cách tăng sản lượng, thị phần xuất khẩu vào Philippines, cạnh tranh với gạo Việt Nam. Sự thay đổi chính sách, biến động cung cầu và khuynh hướng giá của các nước tiêu thụ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới ngành gạo Việt Nam, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương nhận xét. Theo Cục trưởng Cục trồng trọt Nguyễn Như Cường, vụ đông xuân năm nay ở đồng bằng sông Cửu Long xuống giống gần 1,5 triệu ha. Tới nay, nông dân đã thu hoạch trên 300.000 ha. Vụ đông xuân dự kiến cho năng suất cao nên nguồn cung dồi dào, đảm bảo cho thị trường trong nước, xuất khẩu. Xuất khẩu năm nay vẫn khá thuận lợi khi nguồn cung thế giới còn hạn chế. Giá sẽ duy trì quanh mức 570 đến 600 đô la Mỹ một tấn và khó giảm thêm, trừ khi Ấn Độ mở lại xuất khẩu gạo, ông Cường dự báo. Tuy vậy, phía Bộ Công Thương khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu cần đa dạng sản phẩm, chủ động tìm đối tác và có chiến lược xây dựng thương hiệu, quảng bá bài bản. Như với Indonesia, số lượng các thương nhân có giấy phép nhập khẩu của nước này rất hạn chế, khiến cơ hội tìm kiếm đối tác không nhiều. Vì thế, doanh nghiệp cần đảm bảo chất lượng, thời gian giao hàng theo hợp đồng ký kết với thương nhân tại đây. Giá lúa ngày hôm nay, cuối tuần, giá lúa các loại nhìn chung ít biến động. Ghi nhận tại nhiều địa phương như Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Kiên Giang, thị trường lúa mới giao dịch sôi động hơn, nhiều bạn hàng hỏi mua trở lại. Tại Đồng Tháp, lúa Đài Thơm 8 nhu cầu lai dài. Lúa đông xuân IR504 nhu cầu nhiều, giá ít biến động. Trên thị trường gạo, giá gạo các loại hôm nay duy trì ổn định, giao dịch lai dài. Tại Sa Đéc Đồng Tháp, giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 ổn định, riêng gạo IR504 nhu cầu mua nhiều. Tại An Giang, các nhà máy chào bán đều, giá ổn định. Giá lúa IR50404 ở mức 7.300 đến 7.400 đồng trên kg, lúa tại An Giang, Đồng Tháp, Tân Hiệp Kiên Giang, giao dịch sôi động, hút hàng, giá 7.500 đồng trên kg ít người mua. Giá lúa OM380 ở mức 7.200 đến 7.300 đồng trên kg, lúa cất đầu tháng 3 tại Cần Thơ, Kiên Giang, nhu cầu mua nhiều, hút hàng. Giá lúa OM5451 ở mức 7.400 đến 7.500 đồng trên kg, tùy chất lượng tại Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An, thương lái mua khá, một số đồng chào cao 7.600 đến 7.700 đồng trên kg nhưng hầu như chưa có giao dịch giá này. Giá lúa Đài Thơm 8 và OM18 ở mức 7.600 đến 7.800 đồng trên kg, lúa cắt đầu tháng 3 tại Cần Thơ, Tân Hiệp Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Tiền Giang giao dịch lúa đều. Giá lúa Đài Thơm 8 và OM18 ở mức 7.800 đến 8.000 đồng trên kg, lúa tại Long An, An Giang, Sóc Trăng, Gò Công Tiền Giang, lúa chất lượng đẹp, thu hồi lúa cao, dao động 14,5 đến 15 kg, nhu cầu khá. Giá lúa Jasmine ở mức 7.700 đến 7.800 đồng trên kg, lúa cắt đầu tháng 3 tại Cần Thơ, khách mua lai dai, lượng ít, khó mua được lượng. Giá lúa RVT ở mức 8.000 đến 8.100 đồng trên kg, lúa một vài ngày cắt tại Hậu Giang, thương lái mua lai dài. Giá lúa ST24 ở mức 8.400 đến 8.500 đồng trên kg, lúa một vài ngày cắt tại Hậu Giang, thương lái mua lai dài. Giá lúa ST24 ở mức 8.700 đồng trên kg, lúa gần ngày cắt tại Gò Công, chất lượng đẹp, giá cao. Giá lúa nàng hoa ở mức 7.800 đến 8.000 đồng trên kg, lúa đẹp tại Hậu Giang, Sóc Trăng, lượng có ít, chất lượng đẹp. Giá lúa nàng hoa ở mức 8.500 đến 8.700 đồng trên kg, lúa rất đẹp tại Gò Công, các nhà máy mua để đi hàng chợ. Giá lúa nếp Long An ở mức 7.700 đến 7.800 đồng trên kg, lúa cắt ngay tại Thạnh Hóa, thương lái chốt mua lai dài. Cập nhật giá gạo An Giang, các nhà máy khu vực An Giang chào bán đều, giá tương đối ổn định. Giá gạo nguyên liệu xô tại nền. Gạo IR50404 có giá 11.100 đến 11.200 đồng trên kg. Gạo OM380 có giá 11.000 đến 11.100 đồng trên kg. Gạo OM5451 Việt có giá 11.200 đến 11.250 đồng trên kg. Gạo Đài Thơm 8 và OM18 có giá 11.500 đến 11.650 đồng trên kg. Cập nhật giá gạo nguyên liệu xô Kiên Giang, lúa về nhiều, rộ vụ, các ghe lúa tiếp tục chờ 2 đến 3 đêm mới đến lượt sấy. Một số ghe chờ tài 5 đêm chưa được xay sát nên đem lúa khô về dựa lại. Các kho mua vào lai dai, trong đó vẫn mua nhiều gạo IR50404 và OM380, giá các loại bình ổn. Giá gạo nguyên liệu xô. Gạo IR50404 có giá 11.150 đến 11.200 đồng trên kg. Gạo OM380 có giá 11.050 đến 11.100 đồng trên kg. Gạo OM5451 Campuchia có giá 11.100 đến 11.200 đồng trên kg. Gạo OM5451 Việt có giá 11.200 đồng trên kg. Gạo Đài Thơm 8 và OM18 có giá 11.600 đến 11.700 đồng trên kg. Cập nhật giá gạo nguyên liệu xô An Cư, lượng gạo lai dai, giá ổn định. Gạo OM5451 Campuchia kho mua vào có giá 11.600 đến 11.800 đồng trên kg. Gạo OM5451 Việt gạo chợ đẹp có giá 11.900 đến 12.000 đồng trên kg. Gạo OM18 và Đài Thơm 8 kho mua vào có giá 12.000 đến 12.300 đồng trên kg. Gạo OM18 và Đài Thơm 8 gạo biển chợ đẹp có giá 12.400 đến 12.500 đồng trên kg. Hãy theo dõi kênh Bản tin Nhà Nông để cập nhật tin tức giá thị trường hàng ngày. Chúng tôi luôn cập nhật liên tục và mang đến cho bạn nguồn thông tin chính xác nhất. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.